Ok, chúng ta bắt đầu chữa. Câu số 1. Câu số 1. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? Thế thì chúng ta lưu ý này, cái tính chất đặc trưng của bọn kim loại đấy là tính khử. Được chưa? Thế thì cái tính chất đặc trưng của kim loại nó là tính khử. Thì cái tính khử của nó được sắp xếp theo chiều mà dãy thứ tự điện hóa. Có nghĩa khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng á. Được chưa? Vậy là tính khử của kim loại được sắp xếp theo chiều, đây, từ trái sang phải là theo chiều giảm dần. Được chưa? Các cháu nhớ chưa? Từ trái sang phải là theo chiều giảm dần nhá. Vậy là kali là tính khử mạnh nhất. Vậy thì yếu nhất ở đây mình là gì? Bạc. Được chưa? Đây, bạc, nhôm, sắt, đồng. Vậy mình có thằng bạc của mình là thằng yếu nhất. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Vừa nãy chúng mình thấy rất nhiều bạn comment đáp án A. Được chưa? Rất tốt, chính xác. Đây là câu số 1 nha. Sang câu số 2, chúng mình sẽ gửi tặng quà cho một bạn comment đáp án câu số 2 sớm nhất và share video live stream lại về tường. Chưa nhìn thấy. À đây rồi, bạn Yến Nhi. Bạn Yến Nhi đã share video live stream lại về tường. Yến Nhi đã share. Ok, Yến Nhi đã share. Gửi quà, gửi thêm bạn bè tí nữa. Sao Facebook user. Đấy, gửi quà cho Yến Nhi nha. Đấy, gửi quà ngay lập tức cho Yến Nhi. Ok. Nào, chúng ta tiếp tục nha. Câu số 2. Chất nào sau đây làm mất tính cứng của nước vĩnh cửu? Các cháu phải nhớ ở đây tính cứng là gì. Ở đây chúng mình tiện thể nói lại cho chúng ta. Tính cứng là cái tính mà khả năng mà ở bên trong cái dung dịch đấy chứa nhiều ion canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Tính cứng chúng ta cứ nhớ đến là chứa nhiều ion canxi 2 cộng và magie 2 cộng nha. Đấy, chứa nhiều magie 2 cộng và canxi 2 cộng. Thế thì uống nước cứng có bị đau bụng không? Không, chúng ta vẫn hay uống nước cứng đấy, nên là không có bị đau bụng đâu nha. Được chưa? Thế thì vậy là thế thì mất tính cứng vĩnh cửu thì khi và chỉ khi là mất cái thằng canxi 2 cộng và magie 2 cộng này thôi. Chỉ cần mất thằng canxi 2 cộng và magie 2 cộng này thì là nó sẽ bị mất tính cứng vĩnh cửu. Thế vậy để mà làm mất hai thằng này thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta luôn luôn có một cái ion mà luôn làm kết tủa bọn này, giống như kiểu bọn con trai ấy, thì luôn luôn bị đứng hình bởi bọn gơn sinh hay là gơn sexy. Thì đây tương tự như vậy thì chúng ta cứ coi là gơn sinh và sexy của canxi 2 cộng và magie 2 cộng là CO3 2 trừ. Vậy cứ chỗ nào thấy CO3 2 trừ là nó sẽ làm mất tính cứng của thằng canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò. Ok, chính xác. Chúng mình vừa nhìn thấy bạn Duy Trọng có con chó rất đẹp nhá. Duy Trọng mà xe lại rồi là mình gửi tặng quà Duy Trọng luôn. Đây là gửi vì thích thôi, chưa xe, rất tiếc không có quà đâu em. Chào tạm biệt em. Nào, câu số 3. Câu số 3. Trong các chất sau đây, chất nào gây ô nhiễm không khí có nguồn gốc từ khí thải sinh hoạt? Chất nào gây ô nhiễm không khí có nguồn gốc từ khí thải sinh hoạt ạ? Chất nào mà có gây ô nhiễm không khí nguồn gốc từ khí thải sinh học? À, vậy mình có này, khí thải sinh hoạt nhé. Thế thì nitơ này là có đầy trong không khí rồi, toang. Hiđro thì không gây ô nhiễm, toang. Ozone không có trong khí thải sinh hoạt đâu các cháu ạ. Ozone không có trong khí thải sinh hoạt, toang. Vậy khí thải sinh hoạt là CO. Thế CO là carbon monoxide, các cháu nhớ nhé. Anh này là carbon monoxide, mono oxide. Anh này có nhiều trong đâu? Có nhiều trong việc mà đốt than nhá. Sinh ra do đốt than nhiều. Rồi đốt than để sản xuất nhiệt điện này, đốt than để nhiệt luyện này, đốt hơn nữa là đốt cháy các cái động cơ đốt trong, ví dụ như là xe máy, ô tô thì cũng sinh ra khí CO. Đấy, chính vì vậy nên là ô nhiễm không khí có nguồn gốc từ khí thải sinh hoạt. Mà thực ra chuẩn ở đây nói đến khí thải sinh hoạt là thường hay là gì? Đốt than, được chưa? Đốt than để nhóm nhóm bếp than đấy. Đấy, thì chúng ta hay sinh ra CO nhá. Thế nên là mấy bạn mà thấy mà cái khói đen đen bốc lên từ cái chỗ mà khi mà em nhóm bếp lò hay bếp than thì đừng có hít nhiều nha, hít nhiều là toang ấy, đi luôn đấy. Đủ nồng độ là chết luôn. Được chưa? Mất ngáp luôn. Nào. Thế bây giờ chúng mình xem bạn nào comment câu đáp án số 3 đầu tiên, bạn Đỗ Hoàng Hiếu. Bạn Đỗ Hoàng Hiếu là bạn comment đáp án câu số 3 đầu tiên. Chúng mình sẽ gửi quà cho bạn Hiếu nếu bạn Hiếu đã xem video live stream về tường. Hiếu đã xem video live stream về tường nên chúng mình sẽ ngay lập tức gửi ngay quà cho bạn Đỗ Hoàng Hiếu. Ok, Đỗ Hoàng Hiếu nhận được quà rồi thì cảm ơn chúng mình một cái nhé cháu. Ok, nào chúng ta sang tiếp. Câu tiếp theo là câu số 4. Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?
Este nào có phản ứng tráng bạc các cháu nhỉ? Thế ở đây chúng mình nhắc lại cho các cháu một chút về cái phần mà lý thuyết nhé. Phản ứng tráng bạc là phản ứng mà chỉ xảy ra với những thằng mà có nhóm chó và có nhóm HCOOR phải. Vậy có nghĩa nó chỉ cần có chó hoặc có HCOOR phải là được chứng tỏ là nó có khả năng tráng bạc luôn. Vậy ở đây chúng ta nhìn thấy anh CH3COO C2H CH2 CH3 không có khả năng tráng bạc. Anh tiếp theo anh CH2 CHCO CH3 cũng không có khả năng tráng bạc. Chúng mình đọc tên cho cháu nghe này nhá. Anh này là ethyl acetate. Anh này là methyl acrylate. Anh này là methyl format. Chúng ta nhìn thấy nó có đầu HCOO. Vậy đầu HCO này có khả năng tráng bạc. Vậy đáp án đúng câu số 4 của chúng ta là đáp án C. Ok. Đáp án C các cháu nhá. Câu số 4 nào. Xem cháu nào comment đáp án đầu tiên đây. À cháu Kim Anh, hello chào Kim Anh. Nếu Kim Anh share về tường thì Kim Anh sẽ có quà ngay lập tức luôn. Kiểm tra xem Kim Anh đã share chưa. Kim Anh đã share video live stream của chúng mình. Tặng một món quà cho Kim Anh nhá. Đấy là cái món quà gì? Bộ tài liệu nhận biết hóa học trọn bộ luôn. Đấy, Kim Anh nhận được quà thì nhớ cảm ơn chúng mình ở trên live stream nhá. Ok, là chúng ta tiếp tục. Lúc nãy em share nhưng ở chế độ mình tôi, bây giờ phải để lại đi. Thầy chơi trội. Chơi trội gì em? Hello, chào cả nhà đang theo dõi video livestream của chú mình Mirin. Đấy, các cháu đang theo dõi video livestream của chú mình rất vui được dạy cho các cháu buổi ngày hôm nay. Những cái buổi học của chú mình thì luôn luôn đi sâu về mặt kiến thức nhất để cho chúng ta có thể nhớ được lý thuyết nhiều nhất. Các cháu nhớ ủng hộ chú mình bằng cách comment đáp án, bởi vì luật học của lớp chúng ta là như vậy, để cho chúng ta học giỏi hơn và để cho chúng ta khủng hơn. Ở đây là cuốn sách luyện 15 đề lấy 7 cộng của chú mình Mirin. Cháu nào muốn đăng ký thì có thể hoàn toàn nhấn vào link ở phía dưới hoặc inbox cho chị Thành Diệu. Câu số 5. Công thức của sắt 2 hydroxit là. Câu số 5, công thức của H2. Công thức của sắt 2 hydroxit, câu này quá dễ nhưng mà có ở trong đề tham khảo năm 2018. Chúng ta cần lưu ý rằng là 30 câu đầu tiên trong tất cả mọi đề, kể cả đề tham khảo cũng như đề thi trung học phổ thông quốc gia, thực sự mà nói thì nó luôn luôn rất là dễ nhá. Chúng ta đừng để bị mất điểm vào những cái câu này. Sắt 2 hydroxit, vậy đây là sắt hóa trị 2. Hydroxit, đấy anh này là gì? Sắt 3 hydroxit toang, được chưa? Anh này là gì? Sắt 2 hydroxit lấy luôn, còn anh này là sắt 2 oxit toang, sắt 3 oxit toang. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Chúng ta lại đi tìm xem bạn nào comment đáp án câu số 5 đầu tiên. Câu bạn nào comment đáp án câu số 5 đầu tiên từ lúc mà mở cơ, được chưa? Câu số 5 đầu tiên, bạn Đinh Thị Thu Thảo à? Hello, chào Đinh Thị Thu Thảo. Đinh Thị Thu Thảo đã xem video livestream của chúng mình về tường. Chúng mình sẽ gửi quà cho Đinh Thị Thu Thảo ngay lập tức đây. Cảm ơn Đinh Thị Thu Thảo đã xem video livestream của chúng mình về tường. Ok, chúng ta tiếp tục nha. Nhớ cảm ơn chúng mình trên video livestream nha. Nhưng vừa nãy là vẫn là gửi cho đây bạn Trần Đỗ Trung Thành đây. Bây giờ tự nhiên chúng mình lại thấy thích gửi quà cho tất cả những đứa đã comment trả lời đáp án câu số 5, nên chúng mình sẽ đi gửi quà cho tất cả những đứa đã comment đáp án câu số 5 từ nãy đến giờ. Đấy, quý chúng nó nên bây giờ tự nhiên thích thì mình tặng quà thôi các cháu ạ. Mình thích thì mình tặng quà thôi. Có cái gì đâu, Nguyên Lê. Quà thì chúng mình không có thiếu, chỉ thiếu là các cháu ngoan thôi. Chỉ cần các cháu ngoan là có quà, có nghĩa là cứ ngoan là có quà thôi. Xem video live stream đều đặn là có quà thôi. Đặt xem trước chúng mình nhiều và là có quà, chỉ cần ngoan là có quà. Ok. Mạng làm sao mà lag được, của chúng mình hơi bị xịn sò luôn đấy. Vi Văn Đạt đây, chỉ cần ngoan là có quà, một cái nguyên tắc đơn giản là như vậy. Ok, tiếp tục nha. Thôi nhưng mà ngoan quá, nhiều đứa nó đang học live không học được. Đấy, thì thôi bây giờ thế này đã, tạm dừng đây để tạm dừng để bạn Văn Đạt đã. Chúng ta sang tiếp nha. Chúng ta sang tiếp nha. Câu số 6. Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh ở các cháu? Polymer nào có cấu trúc mạch phân nhánh nhỉ? Thế thì chúng ta cần lưu ý thế này. Thế nào được gọi là một polymer phân nhánh? Polymer phân nhánh là polymer mà các mắt xích nó có phân nhánh hay không, không quan tâm. Mà ở đây mình chỉ quan tâm đến polymer phân nhánh là polymer mà các chuỗi mắt xích không bị phân nhánh. Chúng ta nhớ rằng một điều rằng là amylose thì phân nhánh, cellulose thì không phân nhánh. Amylose không phân nhánh, cellulose không phân nhánh. Polyethylene cũng không phân nhánh. Và ở trong này chúng ta có cái thằng phân nhánh, đó là thằng amylopectin. Nhớ chúng mình là amylopectin thì phân nhánh và không xoắn. Nhớ, phân nhánh nhưng mà nó không xoắn. Nhớ chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok, chúng ta sang tiếp xem bạn nào comment đáp án đầu tiên câu C. C của chúng ta, bạn comment đầu tiên là bạn Nguyễn Văn Tần.
À, chú Minh lại gửi quà cho bạn đầu tiên, bạn Nguyễn Văn Tân này. Trả lời một cái lời kết bạn từ một cháu đã share video livestream. Ô Tân chưa share, rất tiếc, chào tạm biệt Tân nha. Chúng ta sẽ tặng quà cho bạn là khác, bạn Văn Đạt. À, Văn Tân, Văn Đạt, trời ơi, chúng ta đã có bạn Văn Đạt đây rồi, chúng ta thử xem. À, bạn Văn Đạt đã share video livestream của chú Minh. Và ở đây bây giờ chú Minh sẽ gửi quà cho bạn Văn Đạt. Đấy, ôi bạn Văn Đạt được nhận quà lần thứ hai rồi. Ok, bạn Văn Đạt này nhận được rất rất nhiều quà luôn. Chúng ta sang tiếp câu tiếp theo. Câu số 7. Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl mà vừa phản ứng được với dung dịch NaOH? Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl mà lại vừa phản ứng được với dung dịch NaOH? Chúng ta cần lưu ý điều sau: để phản ứng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH thì chúng ta ngoài các kim loại như natri, ngoài các kim loại như natri, kali, đúng không? Chúng ta còn có cả nhôm, kẽm, đấy chưa? Và tất cả bọn hydroxit lưỡng tính hay tất cả bọn chất lưỡng tính thì đều có khả năng vừa tác dụng với HCl và NaOH. Ở đây chúng ta lưu ý CaCO3 ăn được HCl không ăn được NaOH, toạ BaCO3 ăn được HCl không ăn được NaOH, toạ AlCl3 không ăn được HCl ăn được NaOH, toạ. Và đây ta chỉ có một thằng thôi, là thằng nhôm hydroxit, là một hydroxit lưỡng tính các cháu nhỉ. Nhôm hydroxit là một hydroxit lưỡng tính, nó hoàn toàn có khả năng đớp được HCl. Chúng mình viết phương trình cho các cháu nhìn: AlOH 3 lần cộng với lại HCl để tạo thành AlCl3 cộng với lại H2O, một phương trình. Phương trình thứ hai: AlOH 3 lần cộng với lại NaOH để tạo thành NaAlO2 cộng với lại H2O. Được chưa? Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ có đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Xếp cháu nào đã comment đáp án câu 7A, chúng mình sẽ ngay lập tức gửi quà cho cháu nào. 7A, 7A đã 9 rồi, 9 kệ đến 7 thôi. 7A, Phan, Phan Công Tiến, Chocopie, chưa xe thì không có quà em ơi, chưa xe thì không có quà đâu Tiến nha. Xem nào, Hoàng Thị Hoa Mỹ xe chưa? Hoàng Thị Hoa Mỹ mà xe rồi là có quà ngay này. À đây rồi, Hoàng Thị Hoa Mỹ đã xe, có quà luôn cho Hoa Mỹ đây. Hoa Mỹ xinh thế nhở? Đấy, các cháu cần chú ý đấy. Học chú Bình toàn các girl xinh rồi. Ok, chúng ta tiếp tục. Mà chú Minh lại thích tặng thêm một bạn nữa đấy. Bạn Phan Mỹ này, các cháu nhớ cứ comment đáp án thật nhiều nhá. Tự nhiên chú Minh nổi hứng nên chú Minh lại tặng quà nhiều nhiều cho các bạn. À, bạn Phan Mỹ này, tặng quà cho Phan Mỹ. Ui, thầy ơi, em xin 2 lần. Ok, tặng hẳn 2 lần quà luôn cho Phan Mỹ này. 2 lần quà cho những bạn nào share tận 2 lần. Share trong nhóm thì được quà nặng hơn nhá. Chỉ cần share vào trong nhóm thôi thì chụp ảnh lại video mà em đã share trong nhóm thì ngay lập tức em sẽ được tặng một món quà Big Zero. Ok. Câu số 8, Chrome. Câu số 8 là câu về hỏi về số siêu hạng. Câu này là câu của học sinh lớp 10 à? Câu này câu của học sinh lớp 10 rồi. Chrome có số xóa là dương 6 trong hợp chất nào sau đây? Chrome có số xóa dương 6 trong hợp chất nào sau đây? Ở đây mình có là oxy luôn, trừ 2, natri luôn, dương 1, về tính ra thằng này là dương 3. Toang luôn, dương 3 không phải số xóa chúng ta cần tìm. Ở đây chúng ta cần tìm một thằng chrome có xóa dương 6 cơ. Oxy trừ 2, chrome là dương 3. Toang nốt, dương 3 không phải là cái mình cần đi tìm. Ở đây cả gốc S số 4 là trừ 2, vậy chrome này dương 2, toang tiếp. Chrome không phải là cái chúng ta cần tìm. K2CR2O7, kali dương 1, oxy trừ 2. Trừ 2 nhân 7 bằng trừ 14. Trừ 14 cộng với 2 bằng trừ 12. Trừ 12 chia 2 bằng trừ 6. Đối của trừ 6 là dương 6. Vậy đây mình có K2CR2O7 hay còn được gọi là kali dichromate, có số xóa là dương 6, chrome dương 6. Đáp án đúng, đáp án cờ. Chúng ta xem bạn nào comment đáp án đầu tiên. Trời ơi, bạn Trịnh Dược, mặc dù bạn ấy comment đáp án sai nhưng là một bạn nồng nhiệt comment đáp án đầu tiên, nên chúng mình sẽ ưu tiên, nếu bạn share lại video live stream và bạn đã share lại video live stream, chú mình sẽ ngay lập tức trả lời mời kết bạn của bạn ấy và gửi cho bạn ấy một món quà cực kỳ hot hit đêm ngày hôm nay. Đêm ngày hôm nay một buổi tối duy nhất tặng quà cho tất cả các cháu. Ok, đấy, one night, one night. Đấy, chỉ có đêm ngày hôm nay thôi, chỉ có đêm ngày hôm nay chúng ta mới có quà. Ok, chúng ta sang câu tiếp, câu số 9. Dung dịch nào sau đây có pH lớn hơn 7? Dung dịch nào sau đây có pH lớn hơn 7? Nào chúng ta cùng comment đáp án câu số 9. Từ nay đến giờ chúng mình chưa nhìn thấy cháu nào comment. À đây, có một cháu. À, câu số 9. Dung dịch nào sau đây có pH lớn hơn 7 nào các cháu ơi? Các cháu của chú Minh Mia Linh à. Dung dịch nào sau đây có pH lớn hơn 7? Chúng ta lưu ý một điều, NaCl là trung tính, đúng không? pH lớn hơn 7 tương đương với nó là 3. Giờ NaCl pH bằng 7, H2O3 pH nhỏ hơn 7 bởi vì nó là một axit. H24 là một axit, pH nhỏ hơn 7.
Vậy chắc chắn pH lớn hơn 7 của chúng ta là đáp án B, bò NaOH các cháu nha. Các cháu chú ý nha, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, NaOH. Chúng mình lại đi tặng quà cho bạn Nguyễn Văn Tân. Bạn comment đáp án đầu tiên câu số 9. Câu số 9 bạn Tân comment đáp án đầu tiên đây. Xem nào, bạn Tân đã được kết bạn mà bạn Tân không biết đã xem video live stream của chúng mình chưa? Mạng đang không lag vào được. Trời ơi. Mạng ơi. Mạng yêu quý ơi. Thôi. Mạng ơi. Mạng không lag vào được rồi. Ok, bạn Tân đã xem video live stream của chúng mình. Chúng mình sẽ ngay lập tức gửi một món quà cho bạn Tân siêu hot hit của tối ngày hôm nay. Ok, bạn Tân đã nhận được quà. Tân ơi, sao Tân kêu là nhận sách lâu lắm rồi? Tân ơi, Tân nhận được sách chưa Tân? Tân ơi, Tân ơi, Tân, Tân đã nhận được sách hay chưa? Nào, hello, chào Nguyễn Hà. Cực kỳ nhiều quà và cực kỳ hot hit. Câu số 10, câu số 10. Carbon chỉ thể hiện tính khử trong phản ứng hóa học nào sau đây? Lưu ý, tính khử chúng ta có khử tăng o giảm, khử tăng o giảm, lưu ý nhá, khử tăng o giảm. Vậy oxy trừ không lên oxy dương 4, số xóa tăng, vậy thể hiện tính khử tăng, được chưa? Vậy thể hiện tính khử, chỉ thể hiện tính khử ở đây là đáp án đúng của chúng ta là đáp án A luôn nha. Câu số 10 đáp án A. Chúng ta xem ý B, carbon này là từ carbon không về carbon trừ 4 thể hiện tính oxy hóa, khử tăng o giảm, oxy hóa. Carbon từ 0 về carbon trừ 4 khử tăng oxy hóa. Đấy, khử tăng o giảm mà đây thể hiện tính oxy hóa rồi. Carbon từ 0 về carbon trừ 1 và carbon dương 2, đây là vừa khử vừa oxy hóa, được chưa? Vậy là toang hết à? Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây là chỉ thể hiện tính khử là đáp án A. Nhưng các cháu chú ý ở đây có một phương trình cực kỳ đặc biệt. Cực kỳ đặc biệt là đây, carbon cộng CaO cộng với lại CaC2 để tạo thành CO. Rất nhiều thầy giáo nói rằng là carbon không tác dụng với CaO, là toang. Ở đây carbon có tác dụng với CaO để tạo thành CaC2 cộng CO, các cháu nhớ nhá. Câu số 11. Chúng mình lại đi tặng quà cho các bạn nào. Câu số 10, bạn nào comment đáp án câu số 10 đầu tiên. Ui nhiều lắm, không kéo lên nữa. Rồi bọn này bọn toàn chơi lận thôi. Phạm Quý hả? Ô Phạm Quý ơi, không tải được chỗ bình luận của em. Phạm Quý ơi, Phạm Quý chụp ảnh lại video live stream xong rồi là gửi inbox cho chúng mình nha. Chúng mình sẽ gửi quà cho em sau. Đinh Tư Thảo vừa nãy nhận được quà rồi. Chụp ảnh lại xong rồi gửi cho chúng mình, gửi qua part 2 nha. Trịnh Dương này, Trịnh Dương thành phố Hồ Chí Minh đã xem video live stream chúng mình. Hình như Trịnh Dương nhận được quà rồi, nếu chúng mình đoán không nhầm. Bởi vì đấy, Trịnh Dương nhận được quà rồi nha. Trịnh Dương ơi, chụp ảnh lại xong gửi chúng mình sẽ gửi cho quà cho con part 2. Ok. Được chưa? Chúng ta tiếp tục nha. Những món quà đặc biệt của chúng mình chỉ dành cho những cháu nào ủng hộ chúng mình nhiệt tình, share video live stream của chúng mình về tường. Share vào trong các nhóm mà chụp ảnh lại thì còn được quà nhiều hơn, to hơn, khủng khiếp hơn nữa cơ. Chúng ta sang câu tiếp nhá. Chúng ta sang câu tiếp, câu 11. Chất nào sau đây là chất hữu cơ? Ở đây chúng mình vừa nhìn thấy chúng nó cứ comment nhiều quá, nhưng mà chúng nó đang bị lẫn rồi. Câu 11 chưa thấy đứa nào comment cả. Chất nào sau đây là chất hữu cơ? Mình có CO là carbon monoxide, nó là chất vô cơ. Toàn NH2CO3 là Na, natri carbonat là chất vô cơ toang, CO2 là carbon dioxide là chất vô cơ toang. Ở đây có CH4 là metan, nó là chất vô cơ, nó là chất hữu cơ. Đáp án đúng đáp án A. Và chúng mình lại đi tìm đến bạn nào comment đáp án câu 11 đầu tiên. Hello, chào Đinh Thị Cẩm Tiên. Câu 11, câu 11, câu 11, câu 11, câu 11. Meo meo là bạn comment đầu tiên câu 11. Chúng mình sẽ gửi tặng quà cho Mèo Mèo nếu Mèo Mèo đã share video live stream. Mèo Mèo đã share video live stream của chúng mình về tường. Mèo Mèo sẽ nhận được một món quà hot hit của tối ngày hôm nay. Em muốn đặt mua cuốn sách này, thầy vừa dạy hay vừa dễ hiểu. Cảm ơn Mèo Mèo nhé. Không biết Mèo Mèo đã mua được chưa? Mèo Mèo đã mua được chưa Mèo Mèo? Hình như Mèo Mèo mới inbox hôm nay. Đúng rồi. Bao nhiêu đứa inbox đặt sách mà chúng mình cứ bỏ mãi. Đứa nào muốn anh inbox đặt sách thì mong chị dịu nhé. Để chị dịu chị rep ngay nhé. Thì có sách học luôn. Câu số 12. Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thì thấy xuất hiện gì? Ở đây chúng mình viết phương trình cho các cháu nha. Phenol. Hết giấy rồi. Yếu ní. Phenol hả? C6H5OH cộng với lại brom để tạo thành C6H2OH Br3 cộng với lại HBr. Được chưa? Kết tủa màu trắng. Kết tủa màu trắng các cháu nhá. Kết tủa màu trắng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 12 đáp án A. Và cháu nào comment đáp án đầu tiên chúng mình lại tặng quà cho cháu đó ngay. Câu 12, Meo Meo lại comment đầu tiên. Meo Meo chụp ảnh lại video live stream đã share xong inbox chúng mình để nhận được quà part 2 nhá. Xem máy tính mờ quá.
nét cực kỳ luôn. Chắc là do cháu chưa xem video livestream lại về tường rồi. Xem video livestream lại về tường này, chúng mình nhìn này, đứa nào xem lại về tường đều xem nét căng hết à? Xem video livestream lại về tường là xem nét căng hết thôi. Đứa nào chưa xem là mẹ Facebook nó giảm cho không nhìn thấy gì đâu, sắp tới còn không nhìn thấy chúng mình cơ. Được chưa? Nào, ok, chúng ta sang câu tiếp nha. Nào, chúng ta sang câu tiếp. Nhớ xem nhanh tay video livestream lại về tường và tag tất cả các bạn vào trong video livestream. Ui, cái bọn này dễ mang. À, chào Nguyễn Hoàng Anh, thầy đọc comment của em một lần đi. Nguyễn Hoàng Anh đây đọc comment một lần đây. Hình như Nguyễn Hoàng Anh rất xinh gái, ui lại còn là quê Thái Bình của thầy luôn. Ok, kết bạn luôn với Nguyễn Hoàng Anh này. Đấy, rất xinh gái và lại còn quê Thái Bình. Sao Hoàng Thị Tú comment liệt tay không thấy á? Xem Tú xe lại của chú Minh chưa? Nếu xe lại rồi là chú Minh sẽ ngay tức gửi quà cho Tú này. À, Tú xe rồi. Ok, liệt tay à? Đây, tặng cho liệt tay cái quà này cho đỡ bị vã. Đây, tặng quà cho liệt tay. Ôi giời, cứ comment nhiều chú Minh đọc thấy bình luận là chú Minh sẽ gửi quà ngay. Cứ xe về tường nhá. Ok, nào tiếp tục nào. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 13. Một câu tính toán đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Một câu tính toán đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Đứa nào bấm máy tính nhanh nhất cho chúng mình một cái đáp án nhanh nhất, chúng mình sẽ ngay tức gửi quà cho đứa đấy. À, chúng mình lười tính toán lắm, chúng mình rất ngại tính toán cháu ạ. À, Tân nhận được sách rồi, ok, cảm ơn Tân. À, Hoàng Thị Tú đã nhận được quà rồi, chào Lê Thảo Ly. À, không kéo lên thì sao mà thấy em, thấy chú thấy em rồi nhá. Chào Lê Thảo Ly, cháu xe rồi. Đấy, ok. Bạn gửi mình mới, chú Minh già rồi không phải là bạn đâu. Lại bị ẩn tiếp à Quấn? Đâu, chúng mình nhìn thấy like, chúng mình nhìn thấy bình luận của Quân rồi nhá. À, chào Tâm Nguyễn, không thấy nhá, chúng mình vẫn thấy này. Ù, chúng nó comment. Nguyễn Thị Thu Hà, hello. Thầy thấy Hà rồi em ơi. Thầy thấy Hà rồi. Bạn có người yêu rồi. Hello. Comment đáp án không thấy, comment linh tinh lại thấy. Hello, chào Nguyễn Huy. À, comment trôi lắm. Đâu bây giờ mới đọc. Đấy, bây giờ kéo xuống tận comment dưới rồi này. Đấy, bây giờ comment đáp án câu 13 là thấy này. Comment đáp án câu 13 là thấy này. Thái Bình là quê lúa là quê chú. Nhá. Nào, chúng ta có câu 13 cho 4,48 lít CO. Các cháu theo dõi kỹ chú Minh chữa này. Mình tìm được số mol luôn. Mình lấy 4,48 dành cho những cháu nào cực vã không biết tính số mol. Ta lấy 4,48 chia cho 22,4. Ra được số mol bằng 0,2 các cháu nhá. Số mol CO bằng 0,2 phản ứng với 8 gam một oxit kim loại. Oxit kim loại chưa biết cháu nó là gì, MXOY. Câu này khá cứng đấy, 8 gam. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam kim loại cộng với hỗn hợp khí có tỷ khối so-vi-rô là 20. Hỗn hợp khí có tỷ khối so-vi-rô là 20. Vậy chắc chắn CO tác dụng với oxit kim loại chúng ta phải thu được CO2 là điều chắc chắn. Sau đó tiếp tục cái mình có là khả năng cao có CO dư. Được chưa? À, tỷ khối so-vi-rô là 20, vậy mình tìm được phân tử khối trung bình của hỗn hợp này bằng 20 nhân 2 bằng 40. 40 là khối lượng phân tử khối trung bình của hỗn hợp này. Mình có CO2 chúng ta phân tử khối bằng 44, CO của chúng ta bằng 28. 44 trừ 40 bằng 4, 40 trừ 28 bằng 12. 12 chia 4 bằng 3 chia 1. 12 chia 4 bằng 3 chia 1. Được chưa? Vậy hoàn toàn ở đây chú Minh nếu đặt số mol CO dư là amon thì số mol CO2 nó sẽ là 3A1. Được chưa? Hoàn toàn tới đây chúng mình sử dụng phương pháp bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Bảo toàn carbon. Chúng mình có toàn bộ carbon đầu tiên chỉ nằm trong CO nhá. Đây là 0,2 mol. Sau đó carbon chui tọt vào hết trong thằng CO2 3A mol. 3A mol cộng với chui tọt vào hết trong thằng CO là A mol nữa. Vậy hoàn toàn ở đây mình có 0,2 bằng 4A. Suy ra A chúng ta bằng 0,05. Được chưa? A bằng 0,05, vậy CO2 bằng 0,15. Thằng này bằng 0,05. Sau đây bây giờ đề bài muốn hỏi chúng ta về m gam kim loại thì các cháu lưu ý tất cả các cháu nhìn vào đây nhá. Chúng mình sẽ sử dụng một công thức cực kỳ thần thánh. Công thức này cực kỳ thần thánh. Cháu nào mà không biết thì hôm nay biết ngay, mà cháu nào mà biết rồi thì hôm nay nhớ lâu hơn nữa. Chúng ta có, mình có luôn luôn đó là khối lượng của oxit nhá, trừ đi khối lượng của hỗn hợp sau phản ứng chia cho 16 thì luôn bằng số mol CO phản ứng luôn bằng số mol oxy trong oxit phản ứng và luôn bằng số mol CO2 sinh ra. Được chưa? Các cháu chú ý một số cái chỗ vấn đề sau đây là oxy phản ứng, oxy trong oxit phản ứng và CO phản ứng. CO phản ứng chứ không phải là CO ban đầu. Đây là CO ban đầu, đây có CO dư. Được chưa? Bằng số mol CO2 thì số mol CO2 đây này 0,15. Vậy ở đây mình có là bằng 0,15, mình thế số vào nhá.
Mẫu oxit của chúng ta biết bằng 8 gram. Mẫu hỗn hợp sau chưa biết, và mẫu hỗn hợp sau này chúng ta chính là mờ kim loại đấy. Chia cho 16. Chia cho 16. Thì bằng số mol CO2 chúng ta vừa tìm được bằng 0,15. 0,15. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta bấm máy tính vèo cái là ra được mờ hỗn hợp sau luôn. Chúng ta có. Nào chú Minh cần một cháu bấm máy tính hộ chú Minh ngay lập tức ngay bây giờ. À, ta có nào. Chú Minh sẽ kết bạn với cháu nào cho chú Minh cái đáp án ngay lập tức ngay bây giờ. Gửi qua luôn. Không nói nhiều. Bao nhiêu nhỉ? 0,15 nhân 16 bằng 8 trừ n bằng. À, đáp án của chúng ta là bằng 5,6 gram. 5,6 gram các cháu nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Và chúng mình bây giờ đi lần mò kết bạn với đứa nào comment đáp án câu 13 đầu tiên. Đứa nào comment đáp án câu 13 đầu tiên. Đứa nào comment đáp án câu 13 đầu tiên. Eo ơi, nhiều lắm. Úi dồi ôi, chúng nó comment đáp án câu 13 nhiều lắm. Đây rồi, đây, đây rồi. Đây rồi, chú tặng cháu với cháu Nguyễn Hà. Bây giờ mới đọc được comment của Nguyễn Hà. Chào Trần Thế, comment nhiệt tình nhưng mà tại không nhìn thấy ấy. À, chào Tâm Nguyễn, Tâm Nguyễn xe chưa nào? Tâm Nguyễn xe chưa? Úi dồi, Tâm Nguyễn có ảnh thả thính dễ sợ luôn. Cố lên nào, xe đi nào. À rồi, Tâm Nguyễn đã xem video live stream của chúng mình. Và bây giờ Tâm Nguyễn sẽ nhận được quà của chúng mình. Ơ, sao không có chỗ inbox cho Tâm Nguyễn nhỉ? Tâm Nguyễn ơi, Tâm Nguyễn inbox cho chúng mình nhá. Không có chỗ inbox cho Tâm Nguyễn luôn này. Tâm Nguyễn inbox cho chúng mình để nhận được quà nhá. Tâm Nguyễn inbox cho ẩn comment em rồi á. Ai lại đi ẩn comment của em ấy, bé mèo đáng yếu này. Nhưng mà bé lại còn chưa xe. Thế thì làm sao mà gửi quà được. Lê Thảo Ly comment lâu rồi mà không hiện. Cháu thử comment lại xem. Đây, ở đây chúng mình nhìn thấy cháu comment rồi. Nếu mà cháu xe. Nhưng mà cháu có xe video live stream của chú đâu mà chú gửi quà. Không có xe thì không có quà. Chào Trang Thùy, thầy thấy em rồi. Đây, bây giờ thầy mới thấy em này. Chào Trang Thùy xem video live stream chưa? Trang Thùy chưa xem thì làm sao mà thấy được? Làm sao mà có quà được Trang Thùy? Hello, chào Huyết Quỷ, thấy Huyết Quỷ đấy rồi. Huyết Quỷ đã xem video live stream về tường chưa? Huyết Quỷ mà xem rồi là Huyết Quỷ có quà này. À, đây rồi, Huyết Quỷ đã xem. Tặng quà cho Huyết Quỷ Phan Thiết, xa lắm đấy. Cực kỳ xa này mà vẫn học chúng mình. Đấy, gửi quà cho Huyết Quỷ. Cứ comment thật nhiều thôi. Đúng chưa? Để chúng mình nhìn thấy thôi. Đây Phạm Tiến Đạt đây rồi. Bạn này đã comment đáp án đấy rồi. Đấy, nhìn thấy một cháu comment đáp án gửi quà cho cháu. Toàn chúng nó lại cứ đi kêu là chúng mình toàn gửi quà cho. Đây xe luôn cả video live stream đây. Đấy, gửi quà cho Phạm Tiến Đạt luôn. Quà Pát 2. Ồ chết. Đấy, Tiến Đạt hỏi quà Pát 2 từ lâu rồi. Tiến Đạt ơi, inbox lại chúng mình lại gửi quà Pát 3 nhé. Khổ lắm. Dạo này già cả nên lẫn lộn nhiều ấy. Xem nào. Chào Chí Thiện. Sao lại buồn chú đây? Chú làm gì mà cháu buồn vậy? À đây cháu này xe rồi. Thằng nào nó buồn là phải. Thêm bạn bè này, thêm bạn bè gửi cả combo quà luôn này, gửi combo quà cho Chí Thiện luôn. Đấy, sướng chưa? Hết buồn chưa? Bây giờ sướng rồi nhé, sung sướng rồi nhé. Hoàng Thị Tú vừa nãy có quà rồi. Tâm Nguyễn comment mạnh mẽ thế nhưng mà Tâm Nguyễn mà chưa xe thì Tâm Nguyễn cũng thế thôi em. À, Tâm Nguyễn xe lại chưa? À Tâm Nguyễn xe lại rồi. À, Tâm Nguyễn ơi, inbox cho chúng mình để nhận được quà nhé. Tâm chúng mình không gửi được cho em. Ok, comment muốn chết. Rồi đây, chúng mình nhìn thấy rồi. Mãi không có quà. Vũ Đức à, Vũ Đức mãi không có quà. Xem Vũ Đức xe lại chưa nhá. Vũ Đức mà xe là đồ là Vũ Đức có quà ngay lập tức đây này. Thái Thụy, Vũ Đức có xe đâu mà đòi quà, không xe thì lấy đâu ra quà. Ok. À, chào Thành Hoàng, thầy thấy em rồi em nhá. Fan cứng của thầy là thầy phải thấy chứ nào. Hello, chào Thành Hoàng. Thành Hoàng có xe đâu mà đòi có quà ấy. Nào tiếp tục nhá, nhớ muốn có quà là phải comment đáp án mạnh mẽ. Xong rồi là xe video live stream của chúng mình lại về tường làm ngay lập tức có quà luôn. Chúng ta sang câu tiếp, câu số 14. Chúng ta sang câu tiếp, câu số 14. Cho 375ml dung dịch ngà hoát natri hydroxit. Chúng ta tìm được số mol natri hydroxit bằng 2 x 0,375. 2 x 0,375 bằng 0,75. 0,75 nhá. 0,75. Vào dung dịch chứa 0,2 mol AlCl3 nhôm 3 cộng. Chúng ta tìm được số mol nhôm 3 cộng bằng 0,2 mol. Ở đây bây giờ chúng ta sử dụng một cái chiêu viết phương trình nó rất là đơn giản thôi. Mình có đầu tiên là OH trừ đớp nhau với nhôm 3 cộng nhá để tạo thành nhôm hydroxit là AlOH 3 lần kết tủa đúng không? Thì nó ăn 3 OH trừ này. Chúng ta tìm được số mol của OH trừ của mình bằng 0,75. 0,75. Số mol NaOH ban đầu bằng 0,2. Vậy ở đây chúng ta nhìn thấy chúng ta biết ngay rằng là thằng nhôm 3 cộng sẽ hết này, 0,2 này, 0,2 này. Nhân 3 này, chia 1 bằng 0,6. Vậy mình có số mol OH trừ dư bằng 0,75 trừ 0,6 bằng 0,15. Được chưa? Nhưng mà cộng hết AlOH 3 lần ở đây là 0,2 thì thằng này là 0,2. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta chắc chắn chúng ta nhìn thấy có OH trừ dư và có AlOH 3 lần. Vậy nó sẽ xảy ra phản ứng tiếp theo là OH trừ
cộng với lại ALOH 3 lần để tạo thành ALO2. ALOH 4 lần trừ viết cho dễ nhìn, mà thực ra thằng này chính là ALO2 trừ. Được chưa? Vậy ở đây mình có số mol OH trừ của mình là 0,15, số mol ALOH 3 lần là 0,2. Được chưa? Vậy hoàn toàn đây mình nhìn thấy rằng là OH trừ sẽ bị tan hết. ALOH 3 lần là 0,15. Đấy, vậy hoàn toàn mình có ALOH 3 lần là không, bắt đầu có 0,2, phản ứng 0,15, vậy nó chỉ còn là 0,05 mol. 0,05 mol ALOH 3 lần còn dư. Vậy ở đây đề bài hỏi M gam kết tủa. Đây là hiện tượng bài tập là kết tủa nhá, tạo thành kết tủa này, rồi kết tủa tan. Đứa nào mà lấy 0,2 nhân 78 là toang. Được chưa? Ở đây đúng của chúng ta phải là 0,05 nhân 78. Được chưa? Bởi vì là OH trừ dư nó mà tan tiếp thằng ALOH 3 lần. 0,05 nhân 78, 0,05 nhân 78 bằng 3,9 gam, các cháu nhìn nó chưa? 3,9 gam. Vậy đáp án đúng ở câu này chúng ta nó phải là đáp án C, 3,9 C. Chí Thiện chưa bao giờ được thầy tặng quà. Đây hôm nay tặng quà cho Chí Thiện, khổ thân vã quá. Chưa bao giờ được thầy tặng quà. Nhưng mà phải xe. Em phải ngoan là có quà liền. Mạng này lag thế nhỉ? Đây rồi, đã xe rồi, đây rồi. Chí Thiện đã xe rồi. Xe thì có quà liền thôi, có gì đâu. Chúng mình tặng quà cho Chí Thiện rồi mà. Chí Thiện không nhận đấy à? Nào tiếp tục nha, tiếp tục nha. Đấy, cháu nào đăng ký sách. Hello, chào Tâm Nguyễn. Ừ thì Tâm Nguyễn inbox cho chú Minh nhá. Em inbox chị tìm người yêu, inbox chú Minh tìm người yêu. Chào Vân Đỗ, comment nhiều mà thầy không thấy. Bây giờ thầy thấy của Vân Đỗ rồi đây. Vân Đỗ mà xe lại rồi thì Vân Đỗ có quà luôn đây. Ok, Vân Đỗ à? Vân Đỗ là bạn tên Vân, họ Đỗ, xe rồi. Xe video livestream của chú Minh rồi nhưng chú Minh không inbox được cho cháu. Vân Đỗ inbox cho chú Minh nhá. Vân Đỗ inbox cho chú Minh nhá để nhận quà nhá, Vân Đỗ nhá. Được chưa? Mọi người chẳng ai bị nhòa cả đâu em, chỉ có một mình em thôi. Câu 15 này. Câu 15 đứa nào mà làm cuốn 2000 của chú Minh rồi thì thấy mà câu 15 mà có ở trong cuốn 2000 của chú Minh luôn. Ok. Thầy có tặng em không để em kêu anh em đồng nào vào xe. Đây, vào Thành Nguyễn đây. Thành Nguyễn đâu? Vẫn tặng mà, Thành Nguyễn chỉ cần xe video livestream của chú Minh là có quà. Đây xe rồi. Có quà luôn đây này. Đố kêu được anh em đồng bào đấy. Ôi trời ơi, có quà luôn. Nếu kêu anh em đồng bào vào xe với đô livestream thì chúng mình tặng quà big zero luôn. Big zero. Ok. Tiếp tục nào. Hello, chào Đào Nguyễn Phượng. Lại thi thoảng phải đọc chúng nó tí. Bơi hết vào đây. Chú ơi con đúng đầu. Phú Đỗ đúng đầu à? Chẳng biết nó đúng đầu hay không. Cứ biết nó kêu là nó đúng đầu. Xem nó xe chưa. Nếu nó xe rồi thì tặng quà cho nó, cho nó đỡ vã. Ở đây rất nhiều cháu bị vã. Ngoài chỗ này vớ vẩn mai trở thành chỗ khu vực phát gấu quốc dân. U rồi ôi mẹ ơi. U rồi ôi mà ở đây xe rồi đây. Ngay lập tức có quà luôn, thêm bạn bè tặng quà ngay lập tức luôn cho bớt vã. Ui pin yếu rồi. Các cháu ơi comment mạnh mẽ lên nhá. Chú Minh còn 20% pin thôi. 2% pin là chỉ tặng quà được 20% cháu đó thôi. Đấy, không comment là không biết đâu. Mỏi tay lắm rồi, chào Vũ Đức. Chào Chí Thiện. Chào Trần Trường Giang, chào Nguyễn Đào Uyển Nhi. Pùn quá. Nguyễn Đào Uyển Nhi xe 2 3 lần. Xe là cháu này xe 2-3 lần đó. Cháu này xe 2-3 lần để Nguyễn Đào Uyển Nhi xe 2-3 lần. Mà chưa tặng quà ở đây rồi. Nguyễn Đào Uyển Nhi đây rồi. Điêu thấy có xe mỗi lần. Điêu. Sống toàn với bọn điêu. Nào chúng ta có. Tiếp tục nhá. Xe ổn chưa? Xe ổn chưa? Đấy chúng mình sẽ ngay tức đọc các comment các cháu thôi. Các cháu cứ comment thôi để các cháu sẽ nhận được quà ngay. Hello, chào Nguyễn Hà. Chào Trúc Thanh. Chào Nguyễn Ánh. Ok, xe nhá. Nhưng mà phải comment thật nhiều vào. Bây giờ sang câu 15 này. À, chú chưa rep inbox. Ủa nhiều inbox lắm. Đúng rồi, không kết bạn là không thấy cháu xe. Chính xác. Chào Phạm Quang Huy. Chào Yes Tường. Comment chục câu có thấy Yes Tường comment đâu. Chào Tâm Nguyễn. Kết bạn với thầy rồi mãi không có quà. Comment đã bán nhiều vào là ngay tức có quà luôn. Đúng chuẩn học sinh VIP. Đúng rồi, cứ học sinh VIP là phải có quà hết. Chào Tâm Nguyễn. Chưa bao giờ. Ok. Chia sẻ mà quên công khai buồn thật sự. Comment chắc mệt mà không thấy thầy tặng. Đâu, bây giờ nha các cháu cứ share video livestream lại về tường. Nếu trong video livestream này mà chú chưa tặng quà được cho cháu nào thì chụp ảnh lại video livestream xong rồi là gửi inbox cho chú Minh Berlin thì là có quà liền. Được chưa? 12 câu á, trời đất. Những cháu nào mà bây giờ mà chưa có quà ấy, cứ share video livestream lại về tường xong chụp ảnh video livestream lại. Sau đó là ngay lập tức inbox cho chú Minh sẽ có quà luôn. Xe mỏi tay chưa được quà, em cũng có muốn quà. Bài nào cháu cũng xe hết tốt. Được, bài nào cháu cũng xe hết đây này. Võ Ngọc Thạch. Bài nào cháu cũng xe hết. Riêng cháu này bài nào cũng xe hết là mẹ phải kết bạn ngay.
cháu này là fan cứng luôn, bài nào cũng share hết, mình mới kết bạn. Ôi nhưng mà không loát được. Phó Ngọc Thạch ơi, đây rồi, đây đúng đúng, nó nói đúng rồi. Ui bài nào cũng share hết thật. Đấy thì gửi quà cho nó luôn thôi chứ, để làm gì, những cái đứa như này là phải gửi quà ngay. Bài nào cũng share, cũng không những là gửi một quà mà gửi cực kỳ nhiều quà, mai gửi cả bộ quà. Câu 15. Trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm khí X được điều chế. Trong phòng thí nghiệm khí X được điều chế và thu ở bình tam giác bằng cách đẩy không khí nhìn về trên. Chúng ta nhìn này, khí X đẩy không khí, nhìn rõ chưa? Khí X đẩy không khí. Ok. Chúng ta nhìn thấy khí X đẩy không khí như hình vẽ bên. Vậy hoàn toàn ta có này. Vậy chắc chắn ngửa bình, nhìn chưa? Ngửa bình. Vậy điều này chắc chắn khí X chúng ta phải nặng hơn không khí. Cháu nào mà học cái chuỗi câu hỏi hình vẽ của chú Minh là phải làm được ngay câu này. Nặng hơn không khí. Nặng không khí thì không khí chúng ta phân tử phối của không khí bằng 29. Được chưa? Hydro chúng ta là bằng 2, NH3 bằng 17. Được chưa? CH2 chúng ta bằng 26 và clo chúng ta thì bằng 71. Vậy nó phải nặng hơn không khí thì nặng hơn 29 ở đây mình có thằng này 2 toang, thằng này 26 toang, thằng này 17 toang và mình có nặng hơn không khí là 71 clo. Đáp án đúng đáp án D. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Chúng mình đi xem cháu nào comment đáp án câu 15. Chúng mình sẽ ngay lập tức gửi quà cho cháu nào comment câu 15. Mới toàn 16. Chưa thấy 15. Ôi rồi bọn này. Đây, Nguyễn Hoàng Anh. Nguyễn Hoàng Anh. Cái gì đấy? Chặt cu chú Minh. Dễ sợ đấy. Thế này làm sao chú dám gặp Nguyễn Hoàng Anh ở Nguyễn Hoàng Anh? Kinh quá. Vã quá, sợ quá thì mất thôi. Nguyễn Hoàng Anh chưa xe, rất tiếc em ơi, em chưa xe thì làm gì có quà em. Xe thì mới có quà nhá. Vân Đỗ rồi, Vân Đỗ 15 đây. Vân Đỗ 15 đây rồi, xem nào, Vân Đỗ xe chưa? Vân Đỗ xe rồi là ngay tức à, trả lời mời kết bạn đã comment cái là trả lời mời. À đây rồi, xe rồi gửi quà cho Vân Đỗ ngay này. Gửi quà cho Vân Đỗ. Ừ gửi được. Vân Đỗ chụp ảnh lại video livestream inbox gửi chú Minh nhá để chú Minh gửi quà nhá. À, Nguyễn Văn Quân học sinh lớp live VIP. Live VIP học cực VIP. Live VIP học cực VIP. Mỗi tội Facebook nó đang lag thôi. Quân thì chắc chắn là xe rồi. Đấy biết ngay Quân chắc chắn xe rồi. Gửi quà cho Quân luôn. Gửi quà cho Quân luôn. Đấy, hello chào Quân. Đấy, ok. Rất tốt nha. Chúng ta sang tiếp câu số 16. Phát biểu nào sau đây là sai? Câu số 16. Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai? Nhớ comment đáp án và share video livestream lại về tường. Những bạn nào mà share video livestream lại về tường comment đáp án rồi mà chúng mình chưa kịp gửi trong video livestream này, các cháu hoàn toàn chụp lại ảnh mà video livestream các cháu share lại trên tường, inbox gửi cho nick Minh Merlin của chúng mình ngay lập tức và đặt xem trước nick của chúng mình thì ngay lập tức các cháu sẽ nhận được quà. Chúng mình sẽ check inbox và gửi quà lại cho các cháu ngay lập tức nhá. Là chúng ta có này, câu 16, phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai? Etin format có phản ứng tráng bạc. Etin format của chúng ta phải nhớ etin format là gì? Là HCOOC2H5. Nó có đầu HCO, vậy thằng này chắc chắn có tráng bạc. À có tráng bạc, đúng. Nhưng đề bài hỏi sai cơ nên toàn đáp án là thủy phân etin acetat thu được ancol metilic. Chúng ta viết thử etin acetat CH3COOC2H5. Thủy phân là cộng với dung dịch nước để thu được CH3COOH cộng với lại C2H5 OH ancol ethylic chứ không phải ancol methylic toang luôn. Triolin phản ứng với nước brom. Triolin công thức của triolin là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Anh này có nối đuôi CC nên chắc chắn là mất màu dung dịch nước brom các cháu nhá. Mất màu dung dịch nước brom vậy phản ứng với nước brom vậy triolin cũng đúng. Được chưa? Vậy ở đây mình có này, ở điều kiện thường tristerin là chất rắn, chắc chính xác luôn bởi vì tristerin của chúng ta nó là C17H35COO tất cả 3 lần C3H5 thì anh này là chất béo no, ở điều kiện thường là thể rắn cũng đúng nốt. Vậy ở đây sai là thủy phân etin acetat thu được ancol metilic là sai toang luôn. Vậy sai chúng ta là đáp án B các cháu nhá. Sai của chúng ta là đáp án B nhá. Nào, chúng mình lại xem cháu nào comment đáp án câu 17. À, câu 16 đầu tiên. Câu 16 đầu tiên Zin đô ấm. Zin đô ấm comment câu 16 đầu tiên. Nếu Zin đô ấm mà xem video livestream lại về tường rồi thì chú Minh ngay lập tức sẽ gửi quà cho à đây Zin đô ấm xem video livestream lại về tường rồi. Gửi quà cho Zin đô ấm ngay lập tức luôn. Đấy, bạn bè xong xem video livestream thì gửi ngay lập tức thôi chứ để làm gì? Để làm gì?
để làm gì đấy? Đấy, gửi quà luôn rồi. Ok, chào Jin đồ ấm nha. Chú Minh không ăn đậu xanh, chú Minh không cay. À, chào Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Hoàng Anh cay gì em ơi, Nguyễn Đường Anh, nếu đã xem video live stream rồi, sau đó rồi tag các bạn vào rồi thì ngay lập tức sẽ có quà thôi, rất tiếc Nguyễn Đường Trang chưa share. Comment đầu nhưng chưa share thì không có quà. Chào Tuấn Nguyễn, Tuấn Nguyễn share video live stream lại về tường chưa? Tuấn Nguyễn đã share video live stream của chú Minh lại về tường rồi, ngay lập tức Tuấn Nguyễn sẽ có quà, đỗ đại học là chắc chắn rồi, chỉ cần học chú Minh là chắc chắn đỗ. Ok, tiếp tục nha, chúng ta chào Nguyễn Huyền Trang buồn kinh. À, vẫn đỗ inbox vào thì chiều thì cũng có. Chào Lợi Phượng comment rồi, chú nhìn thấy comment của Lợi Phượng rồi nhé. Nhưng chưa nhìn thấy comment đáp án thôi, và Lợi Phượng cũng chưa có xem video live stream về tường. Lại sai chật cu, không chơi đâu. Chào Mun Mun, sợ lắm. Chào Công Thanh xe là về tường chưa? Nếu Công Thanh xe lại về tường rồi thì chắc chắn có quà. Xe rồi, Công Thanh ơi, nhưng mà chụp ảnh lại xong gửi inbox cho chú Minh nhé. Chú Minh không gửi quà được cho Công Thanh đâu. Đấy, chúng ta sang tiếp, câu tiếp theo. Câu số 17. Câu tiếp theo, câu số 17 nha. Câu tiếp theo, câu số 17. Bốc cháy hoàn toàn hỗn hợp metin acetat và etin acetat. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm metin acetat CH3COOCH3, etin acetat CH3COOC2H5. Đốt cháy hoàn toàn trong môi trường oxy thu được CO2 và H2O. Được chưa? Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch CaOH2 lần dư, hấp thụ vào CaOH2 lần dư thì thu được 25 gram kết tủa. Kết tủa là kết tủa CaCO3. Chúng ta tìm được số mol kết tủa bằng 25 chia cho 100 bằng 0,25. Do CaOH2 lần dư nên số mol kết tủa chính bằng số mol CO2 0,25. Được chưa? 0,25. Thế thì hoàn toàn chúng ta nhìn thấy một điều như thế này. Đây thằng này là metin acetat và etin acetat, cả hai thằng này đều là hai thằng ethanol đơn hở, và ethanol đơn hở công thức tổng quát của nó là CnH2NO2. Luôn luôn như vậy thì thằng này cháy nhá, các cháu chú ý nhá, thì luôn luôn cho mình số mol CO2 bằng số mol H2O. Chúng ta tìm được số mol CO2 bằng 0,25, số mol H2O bằng 0,25. Vậy hoàn toàn mình có số mol CO2 bằng số mol H2O. Được chưa? Để bài hỏi chúng ta là giá trị của m, m này là m gam nước. Chúng ta tìm được khối lượng của nước là bằng 0,25 nhân 18 bằng 4,5 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ 4,5 gam. Ok. Câu 18. Câu 17, câu 17 cháu nào comment đầu tiên nhỉ? Nguyễn Việt Hoàng comment đầu tiên câu 17. Chúng mình sẽ ngay lập tức, nếu Hoàng đã xem video livestream của chúng mình, ngay lập tức chúng mình sẽ tặng quà cho Hoàng. Ok, đấy, xong nha. Ok rồi, Nguyễn Việt Hoàng đã xem video livestream của chúng mình. Ok, cảm ơn tất cả và các bạn và các em. Các chú cứ nhanh, à, các cháu cứ nhanh tay, nếu đã comment đáp án và xem video livestream của chúng mình lại về tường thì nhanh tay inbox cho chúng mình chụp ảnh lại thì ngay tức các cháu sẽ nhận được quà nhé. Mai Vân, comment câu 15 đầu tiên. Mai Vân comment câu 15 đầu tiên, chẳng quan tâm, thấy nó bảo thế cứ tin là vậy, nhưng chưa xe nên không có quà đâu Mai Vân. Không có quà đâu nhá. Mèo mèo vừa nãy có quà rồi, huyết quỷ có quà rồi, Đinh Gia Lưu xe rồi mà chưa có quà, khổ thân quá. Lại còn là fan cứng luôn à? Xe rồi, đấy, nhìn thấy rồi. Có quà ngay đây Đinh Gia Lưu ơi, chỉ cần xe, chỉ cần xe. Ui, nó còn đặt cả sách 2000 rồi. Cả sách 2000 rồi, đã đặt cả sách 2000 luôn. Đấy, rất nhiều đứa nhận được quà tối ngày hôm nay. Ok, đấy, thầy nhận em một lời cảm ơn. Sai thầy còn không, sai thầy còn không còn dễ thương nhá. Comment đầu, đâu thầy bỏ qua đâu Hưng Nguyễn. Đây, chúng mình sẽ chẳng cần kiểm tra luôn, chỉ cần thấy nó bảo đây xe rồi là ngay lập tức có quà luôn. Đấy, gửi quà luôn này. Đấy, chỉ cần xe thôi là có quà. Đấy, ới lên một tiếng là có quà ngay lập tức thôi. Đấy, là chúng ta tiếp tục nha. Đúng rồi. Cứ xe tính sau, đòi kiểu gì cũng cho, chính xác. Hiện tại lớp này đang live stream này là không học phí luôn, chúng mình dạy live free. Được chưa? Nào, chúng ta tiếp tục nào. Ok, chúng ta sang tiếp câu 18. Câu 18. Chào sĩ Nga Lam, em muốn đăng ký khoa học này thì inbox cho thầy nhá. Inbox cho thầy hoặc inbox cho chị Thanh Diệu đây này, inbox box cho chị Thanh Diệu, chị Thanh Diệu được ghim đây này. Được ghim ở trên tường này, bạn nào muốn đăng ký khoa học hoặc mua sách thì inbox cho chị Thanh Diệu nhá. Chị Thanh Diệu đang được ghim đây. Bạn nào muốn lái máy bay không inbox cho chị Thanh Dị. Ok. Nào, chúng ta tiếp tục nào.
Chúng ta tiếp tục nha. Nào, câu số 18. Câu số 18. Đốt cháy hoàn toàn amin X. Câu số 18. Đốt cháy hoàn toàn amin X no đơn chức mạch thở. Chúng ta có công thức của amin X no đơn chức mạch thở là amin no đơn chức mạch thở CnH2n cộng 3n. Được chưa? Bằng oxy, đốt cháy bằng oxy thì thu được CO2 cộng với lại H2O cộng với lại N2. Vậy việc đầu tiên chúng ta muốn làm được câu bài tập này, chúng ta phải thuộc công thức tổng quát của amin no đơn hở. Được chưa? Chúng ta có này, số mol của nitơ bằng 1,12 chia 2,4. 1,12 chia 2,4 bằng 0,05 mol. 0,05 mol N2. 0,05 mol N2. Được chưa? Thế thì hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tố nitơ, mình có 0,05 nhân 2 thì ra này bằng 0,1. Được chưa? Tiếp tục đến đây mình có số mol của CO2 bằng 4,48 chia 2,4 thì bằng 0,2 mol. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi suy ra được ngay số nguyên tử carbon. Số nguyên tử carbon chính bằng số mol CO2 là 0,2 chia cho số mol là 0,1 bằng 2. Thế 2 bằng N. Vậy mình sẽ được công thức là C2H2 nhân 2 là 4 cộng 3 là 7. H7N. C2H7N, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng đáp án. Câu 18 chúng ta đáp án đúng là đáp án A. Câu 18 meo meo. Meo meo, Tâm Nguyễn comment đầu tiên. Câu 18 đây, câu 18 đã xem video livestream của chúng mình. Trả lời mời kết bạn cho Tâm Nguyễn nhưng mà vẫn chưa inbox được cho Tâm Nguyễn, chắc Tâm Nguyễn xinh quá không inbox được. Tâm Nguyễn inbox cho chúng mình nha. Tâm Nguyễn inbox cho chúng mình nha. Thầy like liên tục. Ok, chào Phạm Quý. Đấy, chúng ta mới đang ở câu 18 thôi. Chúng ta sang câu 19. Câu 19 là một câu hỏi về chương trình kiến thức lớp 11. Câu 19 lại hỏi về chương trình kiến thức lớp 11 đây. Toàn ngay câu 19 à. Câu 19 cho sơ đồ phản ứng sau. Câu 19 nha, cho sơ đồ phản ứng sau. Cho sơ đồ phản ứng sau. Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học, số phản ứng mà nitơ đóng vai trò là chất khử là. Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học, số phản ứng mà nitơ đóng vai trò là chất khử. Các cháu ơi, các cháu lưu ý nha. Ở đây đề bài hỏi chúng ta là số phản ứng mà nitơ đóng vai trò là chất khử. Thế ta phải nhớ cho chúng mình một điều là khử thì tăng mà O thì giảm. Khử tăng có nghĩa là số xóa của nitơ nó phải tăng. Comment đáp án nhanh nha. Riêng câu 19 này tất cả những đứa nào comment đáp án và xem video livestream lại về tường chúng mình sẽ gửi quà ngay lập tức. Khử tăng, được chưa? Vậy đây mình có này, số xóa của nitơ là -3, tăng lên đây là -2, vậy là một phản ứng đóng vai trò là tính khử, một cháo, đúng chưa? Tiếp tục đây là nitơ -2, lên trên này là nitơ -4. Đúng chưa? Từ -2 lên -4 lại cũng tăng tiếp hai cháo. Nitơ -4 lên HNO3 là nitơ -5, lại tăng tiếp từ 4 lên -5 ba cháo. -5, đây là -5 giữ nguyên không có tính khử. -5 về -4 không còn khử nữa mà là oxy hóa rồi. Vậy ở đây mình có 1 2 3 ba cháu đóng vai trò là chất khử. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ ba cháu các cháu nhá. Chú ý ba cháu. Bây giờ chúng mình sẽ đi gửi quà cho tất cả những cháu nào đã comment đáp án câu 19 và share lại video livestream lại về tường. Được chưa? Đây bắt đầu từ Moon Moon. Moon Moon đã comment đáp án câu 19. Moon Moon mà share video livestream lại về tường là ngay lập tức là có quà ngay. Moon Moon ơi, loát mãi không được bài viết của Moon Moon, chắc là do mạng ghét Moon Moon rồi. Chú mình kết bạn với Moon Moon trước nha. Ui, ui, ui. Moon Moon mà xe là đồ thì Moon Moon chụp ảnh cho chú Minh Berlin, gửi cho chú Minh Berlin xong rồi chú Minh sẽ tặng quà cho Moon Moon nha. Chào Lê Thị Hà. Lê Thị Hà comment đáp án rồi. Xem Lê Thị Hà nào. Lê Thị Hà đã xem video live stream của chú Minh, kết gửi quà cho Lê Thị Hà này. Lê Thị Hà nhớ check quà nhá. Lê Thị Hà nhớ check quà của chú Minh Berlin nha. Rồi ok, tiếp tục này. Ồ, thấy Tâm Nguyễn hỏi tí nữa, đợi một tí là grab. Chào Vân Đỗ, Vân Đỗ đã comment đáp án của câu 19, Vân Đỗ xem video live stream lại về tường rồi, Vân Đỗ nhận quà nhá, ôi dồi ôi, Vân Đỗ xem hai lần, ok, gửi quà cho Vân Đỗ luôn này, ok, đấy, lại nhầm, nhìn thấy Tâm Nguyễn rồi, đợi một tí nhá, Nguyễn Văn Tùng comment đáp án câu 19 rồi, ngay lập tức gửi quà cho Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Tùng chưa xem nên em không có quà đâu em, tiếp tục, câu bạn meo 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 này inbox gần hai rồi, meo meo inbox chúng mình nhận quà nhá. Chào Hiền Nga, Hiền Nga là một bạn nữ xinh gái của chúng mình quê Thanh Hóa nhưng lại sống ở Pleiku đấy, thường những hot girl nó thường hay là chạy loang quang như vậy các cháu chú ạ, thường những hot girl hay chạy loang quang tặng quà cho hot girl trong live VIP của chúng mình. Đứa nào chưa có người yêu vào live VIP chắc chắn có người yêu. Nguyễn Hoàng Anh, hello chào Nguyễn Hoàng Anh. Nguyễn Hoàng Anh gửi quà cho Nguyễn Hoàng Anh nào. Nguyễn Hoàng Anh đừng chặt cu chú Binh nha, chú Binh sợ đau lắm.
đừng quá chặt nhá. Tiếp tục nào, chúng mình sang tiếp cho một bạn tiếp theo. Đinh Thị Thu Thảo đã tặng quà cho Đinh Thị Thu Thảo rồi mà, nhưng Đinh Thị Thu Thảo vẫn máu có quà tiếp nên chúng mình vẫn tặng quà Đinh Thị Thu Thảo nữa. Đấy, Đinh Thị Thu Thảo quà phát ba luôn. Đấy, Đinh Thị Thu Thảo quà phát ba luôn. Đấy, bây giờ Vân Đỗ rồi, đây Đinh Tâm Nguyễn này, u rồi, ôi xinh gái, số phận thường hay trắc trở. Ok, tặng quà cho em rồi nhá. Chúng ta sang tiếp này. Ok, Tâm Nguyễn inbox rồi. Nào, câu 20. Câu 20. Câu 20. Cho các chất sau. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm. Môi trường kiềm mà tham gia phản ứng thủy phân thì đầu tiên mình có etinacetat là một cháu. Trypanitin là cháu thứ hai. Saccharose thủy phân trong môi trường axit cơ toang. Etinamin toang. Gliala có liên kết NHCO thủy phân, đúng chưa? Liên kết peptide thì thủy phân trong môi trường kiềm, môi trường axit, và kể cả là trong enzyme cũng thủy phân. Vậy đây mình có 1 2 3 cháu. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Câu này chúng mình sẽ chỉ gửi quà cho một bé đầu tiên comment đáp án thôi. Và ở đây bé đầu tiên là bé Duy Trọng. Hello, chào Duy Trọng. Duy Trọng chưa share, rất tiếc. Không có quà cho Duy Trọng đâu nha. Nguyễn Hoàng Anh có quà rồi. Meo Meo có quà rồi. Nguyễn Văn Quân có quà rồi. Đinh Thị Thu Thảo có quà rồi. Võ Ngọc Thạch cũng có quà rồi. Những bạn này đã có quà rồi thì ngay lập tức chụp ảnh lại video live stream để nhận quà part 2. Chúng ta sang tiếp câu tiếp theo, câu số 21. Câu tiếp theo, câu số 21. Cho các phát biểu sau. Cho phát biểu sau. Số phát biểu đúng là. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là điện phân dung dịch NaCl ở điện cực trơ thì thu được hydro ở cathode. Cháu nào mà làm cuốn 2000 chúng mình thì thấy những câu này cực kỳ quen nhá. Chúng ta điện phân NaCl này, NaCl này, điện phân này, điện phân điện cực trơ thì mình thu được NaOH cộng với lại Cl2 cộng với H2, và chắc chắn H2 thu được ở cathode nhá. Vậy 1A đúng. Được chưa? Tiếp tục, CO dư qua hỗn hợp. Chúng ta lưu ý CO của chúng ta chỉ khử các oxit của kim loại đứng sau nhôm. Vậy có nghĩa Al2O3 vẫn còn nguyên. Thế mà ở đây bảo là nhôm, sai, nó phải còn Al2O3. Vậy B sai. B sai. Được chưa? Chúng ta sang tiếp. Ý C là các cháu comment đáp án câu 21 nhanh lên nhá. Comment mạnh mẽ lên xem nào. Nhúng thanh kẽm vào dung dịch chứa COS4 và H24 xuất hiện ăn mòn điện hóa. Ở đây mình có này, ở đây mình có này, kẽm tác dụng với lại đồng 2 cộng thì tạo thành kẽm 2 cộng cộng đồng. Ở đây mình có đồng bám vào bề ngoài thanh kẽm. Vậy mình sẽ có hai điện cực kẽm đồng tiếp xúc trực tiếp với nhau. Đấy, ở ngay trên bề mặt mà, trong dịch chất điện ly, vậy chắc chắn ăn mòn điện hóa. Đúng. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là thủy ngân, chính xác, bởi vì thủy ngân chúng ta tồn tại ở điều kiện thường đa thể lỏng. Kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc, chính xác. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2. Các cháu nhìn thấy chúng mình viết phương trình này. Đầu tiên là bạc cộng vào Cl trừ. Bạc cộng mà đớp nhau với Cl trừ thì ngay lập tức tạo thành AgCl. Kết tủa, được chưa? Kết tủa này, kết tủa màu trắng. Nhưng rất nhiều cháu còn quên chúng ta còn một phương trình nữa. Đấy là bạc cộng cộng với lại sắt 2 cộng của chúng ta thì tạo thành bạc cộng với lại sắt 3 cộng. Vậy ở đây mình có chất rắn gồm bạc và AgCl, hoàn toàn chính xác luôn. Vậy mình có E cũng đúng. Vậy bây giờ mình đi đếm số phát biểu đúng. Mình có A đúng, đúng chưa? Đây, A đúng 1 thằng, C đúng 2 thằng, D đúng 3 thằng, E đúng 4 thằng. Vậy đáp án đúng ở đấy thì chúng ta sẽ có là 4 thằng C. Ok. Ok, hiểu chưa? Ok, hiểu chưa? Úi dồi ôi, câu 22 này khó để like. Câu 23 này khó để like. Được chưa? Câu 24 này cũng khó để like. Chúng ta chọn câu dễ ta làm trước nhá. Ô, mình nhìn thấy câu 25 này dễ này. Câu 25 này dễ này. Chiến câu 25 đã. Nhai câu 25 đã các cháu ạ. Chúng ta nhai câu 25 đã. Nhưng bây giờ chúng mình đi tặng quà cho cháu nào comment đầu tiên đã. Cháu nào comment đầu tiên câu số 21. 21. 21 comment đầu tiên câu 21 nào. 21 comment đầu tiên là bạn Đinh Thị Thu Thảo. Đinh Thị Thu Thảo có quà rồi, Đinh gọi inbox chúng mình nhận quà tiếp nhá. Lagomastista, một cái bạn mà tên rất là lạ, chưa nghe đi bao giờ, đã xe là có quà ngay. Đã xe là có quà ngay. Có quà luôn cho là Hồ Marista. Ok. Nào. Hiền Nga này, Trần Thị Minh Anh,
Trần Thị Minh Anh, một cái tên cũng rất mới, quê Thanh Hóa, đã xem video livestream không biết có xinh gái hay không, chỉ cần xem là có quà. Ok, đây em đã có quà nhá. Tiếp tục này, Mèo Mèo có quà rồi, chào Vinh Thế thấy em rồi, Nguyễn Hoàng Anh có quà rồi, Vân Đỗ có quà rồi, Lê Thị Hà có quà rồi, Tâm Nguyễn có quà rồi, Tâm Nguyễn có quà rồi, Nguyễn Văn Tùng, hello chào Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Tùng không biết đã có quà chưa. Nguyễn Văn Tùng ơi, không nhắn tin được cho em, chẳng làm gì được với em cả. Nguyễn Văn Tùng inbox cho chúng mình để nhận quà nhá. Chào Nguyễn Văn Tùng nhá. Nào chúng ta tiếp tục. Bỏ mấy câu khó mình xa mấy câu dễ. Chiến 7 cộng mà thì mình làm những câu dễ thôi. Thì làm được 28 câu là được. Ở đây mình làm được đến câu 21 rồi. Vậy là mình chỉ cần làm thêm 7 câu nữa là mình được ăn 7 cộng. Đúng không? Chúng mình chứa cái quyển sách này với mục tiêu là như vậy để cho các cháu. Được chưa? Mình chữa được 21 câu rồi nhá. Bây giờ mình chữa thêm bao nhiêu nhỉ? 7 câu nữa. Chúng mình đi chọn câu dễ làm thôi. Fe3O4. Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng dư. Lưu ý có từ dư thì chú ý này, đây là Fe3O4 tan trong H2O4 loãng dư thì nó sẽ tạo thành FeSO4 và Fe2SO4 3 lần các cháu nha. Được chưa? Lưu ý là cả H2O4 loãng dư nên chắc chắn mình có cả H2SO4 dư. Vậy trong dung dịch này chúng ta tồn tại những thằng sau: sắt 2 cộng, sắt 3 cộng, H cộng và S42 trừ. Chúng mình tách dưới dạng ion cho các cháu dễ nhìn nhá. Chúng mình sẽ có sắt 2 cộng này, sắt 3 cộng này, H cộng này và SO42 trừ. Được chưa? Bây giờ này, để bài hỏi này. Tác dụng với dãy chất, đầu tiên xem có tác dụng với đồng không. Chúng ta nhìn thấy này, sắt 2 cộng thì không ăn đồng, nhưng mình có sắt 3 cộng. Sắt 3 cộng tác dụng với đồng. Chúng mình viết phương trình nhá. Đây, sắt 3 cộng này cộng với đồng để tạo thành sắt 2 cộng cộng với lại đồng 2 cộng. Được chưa? Một cháu. Ok. Tiếp tục nhá. FeNO3 hai lần. Thì lưu ý này, trong này có sắt 2 cộng. Sắt 2 cộng và có NO3 trừ các cháu nhá. Lưu ý này, thằng này có NO3 trừ. Bởi vì thằng này có NO3 trừ nên nhìn này, có NO3 trừ có H cộng thì mình coi như H NO3. Được chưa? Bởi vì mình coi H NO3 nên nó có tính hút xóa mạnh, và tính hút xóa mạnh thì chắc chắn sẽ tác dụng với sắt 2 cộng để tạo thành sắt 3 cộng. Được chưa? Cháu này là cháu thứ hai. Được chưa? Xem nào, anh KMNO4 à. KMNO4. KMNO4 ở đây chúng ta có MN là MN dương 7, tính hút xóa cực mạnh. Chắc chắn có khả năng oxy hóa được sắt 2 cộng. Được chưa? Vậy cháu này cháu thứ ba. Nhiều đứa nghĩ BaCl2 không phản ứng, nhưng chú Binh bảo có, bởi vì có Ba2 cộng, có S42 trừ, ăn nhau luôn. Được chưa? Clo, clo có tính hút xóa mạnh, chắc chắn ăn sắt 2 cộng để lên thành sắt 3 cộng. Được ngay. KNO3 thì sao? Có NO3 trừ, có H cộng, có sắt 2 cộng, vậy chắc chắn sắt 2 cộng tác dụng H cộng, tác dụng với NO3 trừ lên thành sắt 3 cộng. NaCl toàn không phản ứng. Vậy hoàn toàn ở đây mình có số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch X là đồng là 1, FeNO3 hai lần là 2, KMNO4 là 3, BaCl2 là 4, Cl2 là 5, KNO3 là 6. Ở đây chúng ta tổng cộng có 1, 2, 3, 4, 5, 6 chất các cháu nhé. Đáp án đúng đáp án D. Chúng mình sẽ đi xem các cháu nào comment đáp án câu 25 đầu tiên. Chúng mình sẽ gửi quà cho cháu. Bạn Nguyễn Văn Tùng comment đáp án câu 25 đầu tiên nhưng không kết bạn được. Tùng ơi, inbox cho chúng mình để nhận quà nhá. Đinh Thị Thu Thảo có quà rồi. Thì Hồ Sĩ Minh chưa có quà em. Em chỉ cần share video live stream lại về tường. Em có share đâu mà có quà ở Hồ Sĩ Minh. Mèo Mèo có quà rồi. Trần Nguyên Vọng. Trần Nguyên Vọng xe chưa? Trần Nguyên Vọng chưa xe, không có quà đâu em. Xe mới có quà. Vinh Thế em cũng muốn có quà. Nếu Vinh Thế xe rồi là có quà lên này em. Vinh Thế xe chưa? Vinh Thế chỉ cần xe thôi là có quà. À, Vinh Thế xe rồi, có quà luôn cho em đây. Nhắn tin cho em luôn, tặng quà cho em luôn. Ok, tặng quà cho Vinh. Điều thế. Điều thế nhỉ? Điều ghê sợ luôn. Chào Vinh Thế, nhưng mà hiện tại đang chưa tặng quà được cho Vinh Thế, để chúng mình xem nào. Xem nào, đây chúng mình sẽ cóp lại một cái món quà ở đây, xong gửi lại cho Vinh Thế, sao chép cái. Vinh Thế đâu? Vinh Thế cũng muốn có quà này. Vinh Thế muốn có quà chỉ cần xe này thôi là có quà luôn. Đây, gửi quà cho. Dán, gửi quà cho Vinh Thế. Ok. Đấy, Vinh Thế có quà rồi nhá. Nào chúng ta sang tiếp. Đúng rồi, chúng mình chữa nhiều lần nhưng chẳng phải một lần. 26 để lại nhé, 26 để lại. 26 để lại, chọn câu dễ mà làm. Được chưa? 27 Chrome để lại, chọn câu dễ mà làm.
Mình làm 22 câu rồi. Đây, 28 dễ. 28 dễ các cháu ạ. 28 dễ. Nhìn nha. Tiến hành thí nghiệm các chữ sau. Kết quả được ghi ở bảng sau. Đây, kết quả được ghi ở bảng sau. Kết quả ghi bảng sau nha. Nhìn nha. Bây giờ chúng ta làm này, thằng Z vào CO2 này lần tạo dịch màu xanh lam. Z là thằng gần cuối. Đây. Glucose vào CO2 này lần tạo dịch xanh lam đúng. Glucose CO2 này lần tạo dịch màu xanh lam đúng. Ethyl format không có tạo dung dịch màu xanh lam đâu nha. Bỏ. Glucose vào dung dịch CO2 này lần tạo màu xanh lam. Đúng. Được chưa? Thế là bỏ ngay đáp án C. Toàn C. Nhìn tiếp. T vào dung dịch brom tạo kết tủa trắng. T là chất kết tủa chất cuối cùng. Phenol và brom chắc chắn kết tủa trắng. Được. Acid acrylic vào brom không có kết tủa trắng đâu nha. Toàn vứt luôn, bỏ luôn B. Anilin vào brom kết tủa trắng, lấy tiếp. Được chưa? Tiếp tục này. Y vào quỳ tím chuyển thành màu xanh. Y là chất thứ hai, lysine vào quỳ tím làm quỳ tím chuyển màu xanh đúng, nhưng ethyl format thì không. Vậy đáp án đúng, đáp án à. Ok, đáp án A nhá. 29 khó này. 30 khó này. 31 khó này. 32 này. Các cháu ơi, các cháu. Các cháu ơi, chúng ta giải câu 32 nhé. À, vậy là khi mà chúng mình mà giải đến câu 32 rồi thì là 21 này, 22 này, 23, 24. Chúng mình xin phép giải các cháu đến câu 32 thôi. Còn lại, những cái câu sau còn lại chúng mình sẽ quay video up lên trên YouTube. Và các cháu có cuốn sách này thì các cháu có thể là xem giải chi tiết ở trong cuốn sách này của chúng mình. Giải cực kỳ chi tiết các câu khó. Ở đây chúng mình chữa, hôm nay chúng mình xin phép các cháu chúng mình nhảy chữa lên câu 32. Bởi vì là hôm nay nghĩ rằng là live stream nhanh nhưng mà lại live stream khá là chậm. Bởi vì là chữa kỹ cho các cháu. Nhưng mà bây giờ đến cái giờ mà chúng mình phải đi rồi nhá. Thì chúng mình chữa cho các cháu câu 32 nữa. Được chưa? Và hẹn gặp lại các cháu vào tối. Hôm nay là tối thứ tư. Hẹn gặp lại các cháu vào tối thứ sáu nhá. Số chất tác dụng với nước brom ở điều kiện thường. Nước brom điều kiện thường. Metan là không tác dụng với nước brom điều kiện thường. Ethylen là C2H4 tác dụng với brom điều kiện thường bởi vì nó có nối đôi này. Được chưa? Butadien cũng có nối đôi. Đây. Nên tác dụng với nước brom điều kiện thường. Benzen không có tác dụng với nước brom ở điều kiện thường đâu nhá. Benzen tác dụng với nước brom ở xúc tác bột sắt nhiệt độ. Toluen không tác dụng brom điều kiện thường. Xúc tác bột sắt nhiệt độ. Styren. Đây. C6H5. Có nối đôi đúng chưa, tác dụng brom điều kiện thường. Phenol tác dụng brom điều kiện thường kết tủa trắng. Metin acrylat đây OOC tác dụng brom điều kiện thường. 1 2 3 4 5 cháu tác dụng với brom điều kiện thường. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A 5. Ok các cháu ơi, đây là chúng mình chữa cho chúng ta những cái câu giải cực kỳ dễ, ăn chắc 6 7 điểm trong kỳ thi trong đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Buổi học hôm nay chúng mình chữa cho ta đến điểm 6 cộng để cho chúng ta nắm chắc kiến thức lý thuyết. Buổi sau chúng ta chữa sang đề số 3. Những cái câu còn lại cực khó này thì ở phần sau cuốn sách chúng mình đã có giải chi tiết và trên channel YouTube của chúng mình đã có link video giải chi tiết. Tất cả các cháu đã xem video live stream này bề tường, tẹo nói chúng mình sẽ đính cái link giải full chi tiết video của chúng mình lại vào đây để các cháu xem giải nốt nhé. Và hiện tại bây giờ hẹn gặp lại, chào tạm biệt các cháu.